Em này, em sắp xếp phân loại sách vào đúng vị trí nhá. Anh nhớ rồi ạ. Ừ. Em ơi, có làm đi không em? Em ơi. Dạ. Có làm đi không em? Anh vừa hỏi gì? Anh hỏi là có làm đi không em? Này, ai à? Anh nghĩ gì? Anh nghĩ gì mà anh đi vào hiệu sách là một nơi đầy văn hóa mà anh hành xử như một người vô văn hóa như thế hả? Anh bị làm sao đấy? Anh im mày! Anh thích cái đấy đúng không? Anh thích cái đấy tôi mời anh đi ra ngoài kia, ra ngoài quán đèn xanh để mở ra cái quán bia ôm thì người ta mới có những thứ anh cần. Còn ở đây chúng tôi không phục vụ được một người khách vô văn hóa như anh đâu biệt thái. Anh làm gì đâu mà em phải ái rồi. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi là người có trí thức, tôi phải vào đây tôi bán sách. Mà anh lại đi vào đây anh hỏi tôi là có làm đi không? Anh lại nghĩ tôi mua dâm mà. Ở đây tôi bán sách chứ tôi không bán dâm. Thôi! Anh không bảo em như thế. Anh hỏi em là có làm đi không? Đấy nhá, anh có hỏi lại rồi nhá. Đấy cái gì? Anh hỏi em có làm đi không? Là em có bán sách làm đi của Vũ Trọng Phụng không? Hả? Có cả cái sách đấy à anh? Ờ! Anh Chiến ơi! Anh Chiến! Có làm đi không anh? Có! Ở cái bài sách con học ấy! Đấy! Anh ơi! Có thật anh ạ! À. Anh ơi! Em xin lỗi anh nhá! Em mới vào đây thực tập được 2 ngày thôi! Em chưa thuộc hết tên sách mà em cũng không biết là có cái sách này giờ! À đây! Anh tát em đi! Anh đánh em đi! Anh hành hạ em thế nào cũng được! Anh ơi! Em xin lỗi! Tôi hành hạ thì cô mà tôi hành hạ! Tôi đánh thì cô mà tôi đánh! Cô thích hành hạ thì ra cái chỗ đèn xanh đèn mờ! Ra cái chỗ bia ôm ý! Chúng nó hành hạ thoải mái! Tự nhiên! Ai không? Không mua nữa! Ơ, anh không mua nữa hả? Anh rõ em mà! Đơn ly hôn à? Thế ra là cô vẫn nhất quyết đòi ly hôn tôi, có đúng không? Anh thừa biết rồi mà. Được, tốt thôi. Thế bây giờ tài sản cái gia đình này cô định chia như thế nào? Chia đôi. Tôi sẽ chia song phẳng với cô luôn. Bây giờ nhất trí như quan điểm ban đầu, chia đôi mọi thứ trong nhà này. Chẵn phải lẻ trái, bên phải là của tôi, bên trái là của cô. 5 cái bát này của tôi, 5 cái này của cô. Rau mỗi đứa nửa mớ. Cô hay nấu canh, cho cô cái nồi. Tôi hay ăn rán, tôi lấy cái chảo. Đĩa 4 cái, cô 2, tôi 2. Ấy à. Quả bí. Chia đôi. Hành. Thôi đây. Tôi cho cô 5 cặp, tôi 4. Chanh, cô 2, tôi 2. À, rớt ra đây một tí nhá. Tôi cho cô bên phần nhiều, nó hào sảng luôn đi. Còn gì đây? À, còn đôi quạt này. Cô đã tính rất đồng bằng. Tôi cho cô cái quạt màu đỏ. Rồi xem còn gì nữa không. À đây rồi. Còn cái bộ quần áo linen này. Tôi cho cô cái quần. Còn mà thôi. Cô là hay bị ra mồ hôi nách. Thế tôi cho cô luôn cả cái áo mà mặc cho nó thoải mái. Vì tôi biết
Cái đồ của Li Ninh này là nó có cái công nghệ khử khuẩn chống mùi. Tôi cho cô luôn cả bộ cho nó hào sảng. Hả? Còn cái gì nữa không nào? Được rồi. Thế còn con? Có một đứa đấy. Ừ. Anh định anh nuôi hay tôi nuôi? Ừ. Chia đôi. Điên à? Con là sao chia đôi được? Làm cái gì đây? Bỏ tôi ra. Làm gì? Vào trong kia làm một đứa nữa, chia cho nó dễ. Bỏ ra. Nắm yên. Ôi dồi ôi. Ngày trước ấy, vợ tôi cứ động một cái là nó đòi ly hôn tôi. Từ ngày mà nghe theo cái cách ông dạy ấy, thế là êm ấm hẳn. Phải nói là ông quá cao tay. Này à. Sau này có chuyện gì về hôn nhân hay gia đình cứ gặp tôi dạy cho nghe chưa. Gâu gâu. Bạn mình thì ở với nhau suốt đời nhá. Gâu gâu. Chú ơi, đánh cháu đôi giày chú. Không đánh nhau. Đánh cháu đôi giày. Không đánh nhau. Từ sáng giờ cháu chưa có gì vào mồm. Đánh cháu đôi giày. Không đánh người, bỏ ra. Đánh đi chú. À này, ngồi mà. Dạ. Từ sáng giờ chưa kiếm được đồng nào đúng không? Dạ vâng. Muốn kiếm tiền không? Dạ có. Bây giờ anh đố mày nhá. Mày nhìn thấy cô gái với cả con chó bên kia. Dạ có. Bây giờ anh đố mày nhá. Mày sang bên đấy, mày nói thế nào một câu thôi để cô gái cô cười. Xong mày nói thế nào một câu thôi rồi cô lại chửi mày thậm tệ. Mày làm được, anh sẽ cho mày 100.000. Được luôn ạ. Dạ. Con lạy bố ạ. À. Dạ, con lạy mẹ ạ. À. Bố tổ sư, cái thằng này đầu có vấn đề à? Thần kinh không em? Biến luôn đi. Ngước cả mặt. À, cảm ơn chị. Chú ơi, một câu cười, một câu chửi rồi ạ. Chưa xin tiền. Tiền gì? Đấy, 100.000 đi. 100.000 à? Vừa đây chú vừa bảo ấy. À, tao vừa bảo thế à? Vâng. Ờ đúng rồi, tao quên. Tao không nghĩ là này dễ kiếm tiền mà cũng lại dễ mất tiền thì. Dạ. Cảm ơn chú nha. Ô thôi này, sao lại mất tiền vô lý thế nhỉ? Thank you.